Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh nhà đầu tư tài chính tự do à thì ngày hôm nay như thường là chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường à từ đó chúng ta sẽ đưa ra những góc nhìn về thị trường ở trong những phiên sắp tới anh chị hiện tại đang xem video của em à nếu mà thấy hữu ích thì đừng quên là bấm like video à bởi vì theo thuộc toán youtube thì nó sẽ hỗ trợ đề xuất những cái video mà có nhiều like cũng như là nhiều bình luận ở phía bên dưới à thì mọi người xem để lại cho em một cái nút like cũng như là bình luận ha để giúp video của mình có thể được lan tỏa đến nhiều anh chị khác hơn À, ngoài ra thì ở phía dưới phần mô tả video này em có để thông tin liên hệ là zalo và số điện thoại à, thì nếu chị nào mà hiện tại đang có nhu cầu à, được hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu về danh mục à, thì có thể là kết bạn zalo với em hoặc là trợ lý của em à, để được hỗ trợ trong quá trình đầu tư ha à, mọi người có thể quét cái mã qr code ở trên màn hình này để tham gia vào cái nhóm cộng đồng của em à, thì cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn dành thời gian theo dõi cũng như là ủng hộ kênh à, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay trước À, thì vinted ngày hôm nay chúng ta là một phiên dằn co à, lanh quanh cái ngưỡng tham chiếu khi mà từ đầu ngày à, chúng ta đã bật tăng à, và nhờ cái hiệu ứng tâm lý của phiên ngày hôm qua à, rõ ràng thì cái việc nhà đầu tư đang lo ngại khi mà cái hệ thống của vn direct được giao dịch lại vào sáng ngày mai à, thì có thể khiến cho một cái lượng cung nhất định sẽ được tung ra thị trường à, bởi vì nhiều nhà đầu tư có, có xu hướng bảo vệ tài sản của mình à, nên khi mà hệ thống được giao dịch trở lại thì họ sẽ bán cái lượng cổ phiếu đang có trong danh mục mình ra đó lý do vì sao mà ngày hôm nay thị trường giao dịch ở trong tâm thế khá là ảm đạm À thanh khoản thị trường đạt cái mức là 24.000 tỷ đồng. À, nhưng mà nếu so với lại những phiên trước đó thì nó vẫn thấp hơn cái mức trung bình. À, và thấp hơn cái phiên gần nhất. À, phiên ngày hôm nay có thể được xem là một phiên test cung khi mà chúng ta có nhúng giảm điểm ở trong phiên. À cái giá thấp nhất mình chạm về là 1.276. À nhưng mà sau đó cũng rút chân trở về à, đóng cửa được trên cái mức tham chiếu kèm với lại volume thấp. À, cho thấy cáp lực bán ngày hôm nay cũng không quá lớn. À đó lý do vì sao mà phiên ngày mai nhiều khả năng chúng ta cũng sẽ nỗ lực một lần nữa để quay về kiểm tra cái vùng kháng cự ở trên này à, là một kinh hai à, lên quanh một kinh hai trăm chín mươi điểm à, đây là cái vùng kháng cự rất dày à, mà trước đó mà chúng ta chưa vượt qua được à, về mặt tổng thể dòng tiền thì phiên ngày hôm nay chúng ta về cơ bản là cũng có sự lan tỏa tương đối tốt ở một số nhóm ngành à, ví dụ đối với nhóm bất động sản thì những cái mã như dg dsg hay là novaland À, nó đã bật tăng trở lại khá là tốt sau một cái thời gian hấp tụ lại cung à, thì nhóm này trước đó em cũng nói với mọi người rồi ví dụ như cái mã như DSG à, nó đang tăng ở cái nhiều số 1 thì nếu mà nó có bị chốt lời đi chăng nữa mọi người vẫn có thể canh mua mới hay là mua thêm bình thường à, do cái lượng tiền đứng ngoài vẫn đang chờ tham gia đối với các cổ phiếu này à, DSG hay là HDC đều cũng tương tự như vậy à, ngày hôm nay có một điểm nhấn đó chính là chúng ta có thông tin hỗ trợ từ luật đất đai à, được thông qua à, một công văn hỏa tốc à, từ văn phòng chính phủ à, nó giúp cho cái động lực dòng tiền cuốn vào cái nhóm ngành bất động sản à, nhìn chung đối với em thì thông ra thật ra cái luật đất đai sửa đổi đó À, thì có lợi chính nó vẫn sẽ tập trung ở một số những cổ phiếu mang tính chất cơ bản nhiều hơn như kiểu nam long hay là kdh đây vẫn là hai cổ phiếu mà em đánh giá có hưởng lợi nhiều nhất à, dựa trên cái thông tin đó à, nhưng mà do gần đây cái dòng tiền đầu cơ đang quan tâm nhiều đối với nhóm như là dig à, dsg hay là ceo à, nên ngày hôm nay mọi người thấy cái dòng tiền nó tập trung chính vào những cái nhóm đầu cơ này à, nhưng mà rõ ràng nếu tính về cái mức độ tăng thì trước đó những cái mặt cổ phiếu như kdh hay nam long nó cũng đã tăng trước rồi à, nên ngày hôm nay nó sẽ không tăng được quá nhiều à, mà nó có xu hướng chuyển lại để hấp thụ cung bán ra ở cái vùng giá cao phía trên này thôi À, còn nhóm chứng khoán ngày hôm nay thì điểm nhấn lớn nhất đó chính là thông tin vào khoảng lúc ATC à, SI và HCM có cái lượng lệnh nhồi vào rất lớn ở cái phiên ATC à, Giúp cho HCM tăng được hơn 2% à, SI cũng tăng được 1,3% à, Lý do chính là bởi vì người ta cho rằng à, SI và HCM đã đủ điều kiện à, Để ký quỹ cho các nhà đầu tư nước ngoài à, Đây là cái điều kiện gọi là tiên quyết trong cái việc nâng hẹn thị trường sắp tới À, Thực ra chúng ta đã bàn luận về vấn đề này khá là nhiều và cái thông tin này cũng được lan truyền khá là nhiều rồi à, đối với em đây là một cái câu chuyện cũ nhưng mà được kể lại nhiều lần à, và lúc atc thì người ta bắt đầu lan truyền những cái thông tin này qua zoom zalo à, cho rằng là si và hcm sẽ đủ điều kiện và sẽ sớm được thông qua à, cái vấn đề đó nó giúp cho cái động lực tăng chính hấp, hấp tụ cái lượng cầu vào trong si với lại hcm à, nhìn chung đối với em thì H, si hay cả hcm thì cơ bản là nó vẫn chưa phân phối À, bởi vì đối với nhóm chứng khoán thì nó vẫn có câu chuyện là kết quả kinh doanh quý 1 ở trong cái thời điểm sắp tới này, à, thời điểm công bố kết quả kinh doanh nó sẽ rơi vào khoảng tầm ngày 15 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 4, à, nên từ đây đến giai đoạn đó thì em nghĩ là những cổ phiếu này nếu có rung lắc đi chăng nữa nó cũng sẽ là cơ hội để chúng ta tham gia thôi, à, bởi vì rõ ràng nó vẫn còn câu chuyện để kể, à, thậm chí là SI nó còn câu chuyện tăng vốn. À, nó chưa công bố ngày không hưởng quyền tức là nó vẫn đang trong đợi một cái điều gì đó ở trong tương lai à, với lại HCM thì nó tung tin đó ra rồi à, nên trong ngắn hạn mọi người thấy được là HCM cái điểm yếu lớn nhất của nó là bởi vì giai đoạn trước đó nó tăng hơn nhiều nó tăng nhiều hơn so với những cổ phiếu chứng khoán khác à, nên giai đoạn này cầu thực ra không có sự ưu tiên nhiều đối với lại HCM à, nhưng mà SI này à, thậm chí là những cái mã như à, trong việc, bản việt ngày hôm nay à, là không tăng được quá nhiều à, mọi người thấy thực ra ngày hôm nay nhóm chứng khoán không phải là một nhóm mà được hút nhiều tiền À, ngày hôm nay đa số linh sình là đỏ nhẹ quanh thanh chiếu thôi, nhưng mà điểm cộng là volume thấp nó cho thấy cái lực bán cũng không quá lớn. À, chỉ có mỗi SI và HCM là nhờ cái động lực phiên ATC nó bật lên thôi. Nên ngày hôm nay cũng không thể nào nói những cổ phiếu này yếu được bởi vì cơ bản nó là một cái phiên hấp tụ lại cung mà. À, nó kiểm tra là cái lượng cung bán ra mà, chỉ cần volume duy trì ở mức thấp thì cũng đã xem là tích cực rồi à, đối với lại cái cổ phiếu này. À, rồi đối với lại nhóm ngân hàng thì nhìn chung ngân hàng ngày hôm nay cũng có sự hấp thụ cung tương đối ví dụ công thương ngày hôm nay cuối ngày bật ngược trở lại này. À, mặc dù cả ngày lên sinh qua 35 35 à, cuối ngày đóng cửa là quanh 35.5 à, công thương thường ngày hôm trước cũng nói là công thương sẽ còn quay về giá 37 lần nữa à, xem như là test lại cái đỉnh cũ vừa rồi STB cũng vậy STB thì nó lình sình lên quanh cái mức tầm giá 30 đa số những cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay là giảm điểm nha à, để kiểm tra cũng như là hấp tụ cung ở trong cái nhịp vừa rồi à, rồi ACB à, duy trì lên quanh cái mức tham chiếu à, đối với em nhóm ngân hàng hiện tại thì cái rào cản lớn nhất đó chính là cái vùng kháng cự đỉnh cũ ở trong cái nhịp tăng vừa rồi à, bởi vì đa số những cổ phiếu này á, nó quay trở về sát cái vùng đỉnh cũ rồi ví dụ ACB mà người thấy là vùng đỉnh lên quanh giá 28 à, MB MB là quanh cái vùng kháng cự 25 hiện tại đang hấp tụ cung là quanh cái vùng này à, trước mắt thì có thể xem là đã chủ động vượt qua được cái vùng 25 nên nghĩ là khả năng MB sẽ tiếp diễn được cái đà tăng của nó ít nhất là nó sẽ quay về kiểm tra lại cái đỉnh cũ ở trong cái nhịp cao trào trước đó quanh giá tầm 25 7 26 công thương thì nỗ lực quay về giá 37 lần nữa à, nên đó là một trong những cái lý do vì sao mà chỉ số hiện tại chúng ta cũng sẽ có độ chuẩn lại bởi vì nhóm ngân hàng là nhóm đóng góp nhiều vào mặt chỉ số à, nên khi mà nhóm này gặp những cái vùng kháng cự mạnh À, thì nó sẽ có xu hướng chỉnh lại à, và nó giúp nó, cũng tương đương với lại cái vùng quanh 1280 tới 1300 điểm của lại Vinted à, nên mọi người thấy được là có thể trong giai đoạn ngắn hạn này trong khoảng tầm 1 đến 2 phiên tới hoặc là ở trong tuần này à, ở cái thời điểm mà chúng ta đang retest lại cái lượng cung à, quanh kháng cự 1280 1300 thì chỉ số có thể không tăng được quá nhiều à, bởi vì các nhóm vốn hóa lớn đang có xu hướng nghỉ ngơi à, và hấp tụ lại cung ở cái nhịp tăng trước đó à, nhưng mà những cổ phiếu ở những cái nhóm vốn hóa nhỏ hơn em đánh giá là nó vẫn sẽ hút được tiền À, ví dụ mọi người thấy được là trong nhóm bất động sản ngày hôm nay không phải những cổ phiếu lớn như là Vinhome, Nam Long, KDH à, mà những cái mà cổ phiếu mang tính đầu cơ cao hơn như DSG, nó hút được tiền thì tương tự như vậy thôi mọi người thấy là nhóm dịch mai ngày hôm nay cũng tăng khá là tốt này dịch mai ngày hôm nay có những mã như TNG này đúng không? Gil này nó cũng bật trở lại được mà SH hay là STK à, đa số đều tăng trở lại được đồng nghĩa là cái dòng tiền cũng đang lan tỏa dần về những cái nhóm cổ phiếu mà như là dịch mai À, rồi ngày hôm nay có vận tải biển là chúng ta có VSC là tăng trần được cuối ngày à, VSC trước mắt sẽ quay về lại kháng cự phía trên tầm giá 24 à, song song đó là có HAH này à, rồi cảng thì có DSB à, rất là nhiều cổ phiếu à, thuộc cái nhóm ngành cảng này như là VOS cũng tăng trở lại cảng và vận tải à, nó bật tăng trở lại à, đó là một cái điểm cho thấy rằng dòng tiền nó vẫn lan tỏa chứ nó không dừng lại và dòng, dòng tiền vẫn nằm ở trong thị trường à, có thể nó chuyển dịch từ nhóm này sang nhóm khác nhưng mà cơ bản nó vẫn nằm trong thị trường thì đó là một cái điểm tích cực của nó À, rồi ha anh chị nào mà đang cầm đối với lại những cái cổ phiếu những cái nhóm ngành ví dụ như à, là ANV thủy sản này đúng không à, rồi đối với lại những cái nhóm như là phân bón này DCM, DBM à, cá nhân em đánh giá cái nền tảng này của nó cũng khá là tốt à, và cơ bản là đoạn vừa rồi nó vẫn chưa tăng nhiều nên chắc chắn sớm hay muộn dụng tiền cũng sẽ quay trở về đối với lại những cái nhóm này thôi À nên chị nào mà đang cầm những cái mã cổ phiếu này cũng có thể là kiên nhẫn tiếp tục à, chờ đợi cái dòng tiền tham gia ở trong cái nhịp tới ha à, với lại là một số những cái nhóm ngành mà ngày hôm qua livestream em có đề cập tới đó chính là những cái nhóm cổ phiếu đã tăng điểm tốt trước đó bắt đầu bị chốt lời ở những cái nhịp đầu tiên à, ví dụ mình thấy được là như phú tài ngày hôm nay à, sau một cái nhịp chốt lời từ giá tầm 67, 68 à, về lại giá tầm 62 thì phú tài bật trở lại được à, trong phiên ngày hôm nay đóng vai trò là cái nhịp test đỉnh số 2 đúng không thì tương đương những cổ phiếu như DHC cũng vậy à, mọi người hoàn toàn có thể canh những cổ phiếu này khi bị chốt lời à, chúng ta tham gia trở lại được À, đối với em thì à, về diễn biến thị trường á, thì phiên ngày mai chúng ta có thể chịu cáp lực từ cái lượng cung à, khi mà nhà đầu tư cá nhân ở vnd được giao dịch trở lại thật ra thì chúng ta chưa biết được là có phải là phiên ngày mai hay không nha bởi vì chưa có một cái công văn chính thức nào của vnd nói rằng ngày mai sẽ giao dịch trở lại hết vnd chỉ nói rằng vnd sẽ chia ra bốn giai đoạn giai đoạn một đó chính là sẽ được tra cứu thông tin tài khoản à, của khách hàng ở đây là số liệu sẽ được cập nhật vào ngày thứ sáu tuần tuần rồi tức là cái số liệu à, gọi là trước khi hệ thống bị à, can thiệp à, bị ảnh hưởng thì uh, giai đoạn một vnd đã hoàn thành rồi hiện tại vnd đã cho khách hàng giao dịch uh, gọi là đăng nhập vào trong cái thông tin tài khoản uh, một vài những tính năng thì vẫn chưa sử dụng được nhưng mà họ đã cho khách hàng check được uh, về danh mục cũng như là thông tin tài khoản vào ngày thứ sáu vừa rồi uh, điều này giúp chúng ta có thể tạm yên tâm là bởi vì cái quan trọng nhất cái mà chúng ta lo ngại nhất đó chính là cái data uh, cái dữ liệu khách hàng uh, về tiền này uh, về danh mục này À, danh mục thì mình không lo cổ phiếu thì đã được lưu ký, được sở lưu ký ghi nhận lại rồi à, tiền thì nằm trong ngân hàng nhưng mà quan trọng là số liệu khách hàng nắm bao nhiêu tiền đó là những cái data rất quan trọng thì nếu mà Viên đi đã khôi phục được tới cái bước mà gọi là check được thông tin khách hàng vào ngày thứ sáu thì bây giờ Viên đi chỉ cần làm một cái bước kế tiếp đó chính là update cho đến real time là cho đến thời điểm hiện tại thôi à, tức là khi bắt đầu kết nối lại với các sở như là hose hay H&X thì mình sẽ có dữ liệu real time về giá cổ phiếu từ đó nó sẽ tự nhiên À, số liệu và tài sản khách hàng nó sẽ tự chạy trở lại thì đó là cái điểm cộng và mình thấy được là gần như VND à, đã đang gần gần như đã hoàn thành được các cái bước quan trọng nhất ở trong cái à, sự kiện bị tấn công vừa rồi à, nhưng mà cái việc mà có được giao dịch vào ngày mai hay không hay là phải là ngày thứ sáu hay thậm chí là phải là ngày thứ hai thì nó tùy thuộc vào cái việc VND họ muốn đảm bảo cái hệ thống giao dịch của họ phải an toàn 100% tuyệt đối khi mà được giao dịch trở lại à, thì đối với em thì từ đây cho đến thời điểm đó có thể chúng ta vẫn sẽ còn bị đe dọa hay nói khác là chúng ta vẫn còn bị lo ngại bởi cái yếu tố là cái lượng cung xuất hiện từ cái thị trường này. À nhưng mà tất nhiên cái lượng cung này sẽ không đồng nghĩa với phân phối, chắc chắn là như vậy. À, bởi vì chỉ có khách hàng, à, những cái nhà tư cá nhân họ lo ngại về mặt tâm lý thì họ mới bán theo cái xu hướng đó, họ mới bán theo cái hướng đó. Tức là họ bán gì lo sợ, họ bán vì những cái lo ngại của họ trong cái việc là bảo vệ tài sản của mình. Tất nhiên đó là hợp lý bởi vì mỗi một nhà đầu tư, mỗi một người gọi là một cái người tham gia thị trường thì bản chất là họ đều muốn kiếm tiền nên luôn luôn họ sẽ có xu hướng làm sao để bảo vệ cái phần vốn mình. À, đang đầu tư nếu mà họ cảm thấy không an toàn. À, nhưng mà chắc chắn như em nói với mọi người cái sự khác biệt lớn nhất của thị trường á, cái sự khác biệt lớn nhất của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đó chính là kế hoạch. Là tổ chức luôn luôn giao dịch và làm theo kế hoạch. Họ sẽ gom hàng ở vùng nào bán hàng ở vùng nào. Và ngược lại nhà đầu tư thì sẽ luôn làm theo cảm xúc. Tức là nhà đầu tư sẽ mua bán. À, đôi khi là theo cảm tính một xíu, có thể là họ vẫn áp dụng những cái phương pháp như phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản nhưng mà thông thường họ sẽ hành động theo cảm tính. À, một cái ví dụ mà anh thường nói cho mọi người đó chính là nhà đầu tư thích giữ thích nắm giữ những cái khoản lỗ hơn là những khoản lãi. À, tức là nếu về danh mục chúng ta bị lỗ tầm 10 đến 15%, chúng ta sẽ có xu hướng nắm giữ cho đến khi nào nó về bờ, hay là nó xanh trở lại, nó lãi trở lại. Trong khi đó chúng ta có lãi tầm 10 đến 15% khi mà thị trường xuất hiện một cái phim bị chốt lời. À, một cái phiên rung lắc còn khoảng, khoảng tầm 5% thôi thì nghe là tức mình đã có xu hướng muốn bán ra rồi. À bây giờ mình sẽ sợ mất đi cái phần lợi nhuận trước đó trong khi đó lỗ thì mình sẽ sẽ thường hâu điên. À, đây là một cái cạm bẫy tâm lý và rất nhiều người mắc phải cái cạm bẫy này khiến cho cái danh mục của mọi người ở trong những giai đoạn đau á đó à, mà thị trường nó có biến động mọi người không xử lý kịp thời á à, và nó khiến cho cái danh mục mọi người đa số là bị cái mức âm rất nặng rồi sau đó mọi người mới có xu hướng à, là bắt đầu thị trường hồi trở lại thì mọi người chỉ có sướng nằm im à, và chờ thị trường về bò thôi. À, đó là cái hiện tượng thường thấy. À, nên mới nói là nhà đầu tư cá nhân thì lại giao dịch theo cảm xúc nhiều hơn là kế hoạch mặc dù có thể là mọi người nói với nhau rằng nói với nhau nói với trong lòng mình rằng À cổ phiếu bây giờ nó lỗ năm bảy mình sẽ stop lock à, nhưng mà thường thì cảm xúc sẽ là người đưa ra quyết định ở thời điểm đó mình sẽ không làm được theo cái, cái kế hoạch trước đó mình đã đưa ra trong khi tạo lập thì chắc chắn họ sẽ làm theo kế hoạch à, bởi vì họ là một cái quy mô lớn họ giao dịch theo một cái quy mô lớn và họ cũng đã có những cái đường đi nước bước thậm chí là về mặt đô thị họ cũng đã có những cái, uh, cái bước nắng chạc làm sao đó để theo cái kỳ vọng ban đầu của họ để kích hoạt được cái lượng cầu tham gia từ nhà tư cá nhân FOMO vào à, làm sao để phân phối ra được cho nhà tư cá nhân thì đó là những cái sự khác biệt lớn nhất à, Nên mới nói là nếu mà lực bán nó xuất hiện từ cái hiện tượng do app VND được mở trở lại thì chắc chắn đó là nhà tư cá nhân mọi người không cần lo quá nhiều à, và cơ bản có thể là một hai phiên sau nó cũng sẽ sớm cân bằng à, và một khi thị trường chưa phân phối hay là các cổ phiếu chưa phân phối thì mọi người cứ follow tiếp cái diễn biến cân bằng hay là diễn biến xaway của nó thôi à, nếu mà nó xaway và nó bị thậm chí là nếu mà có những cái gọi là những cái nhịp điều chỉnh nếu mà thị trường xuất hiện những cái điều chỉnh mà biên độ đủ lớn thì mình vẫn có thể tự tin mình tham gia à, để mình đánh về cái định cũ trước đó của nó cũng được à, đối với lại diễn biến thị trường hiện tại ha thì cái vấn cái vấn đề vnd à, và cái sự kiện thị trường thì em đã phân tích rất kỹ ở trong video hai ngày gần đây rồi à, cái hai ngày hai ngày trước em có livestream á và ngày hôm qua em cũng đã đề cập và update cho mọi người rồi thì tạm thời nếu anh chị nào mà đang có hàng thì mình cầm tiếp thôi em thì em sẽ không nghiêng về chị mua mới ở đoạn này nhiều thực sự là như vậy bởi vì thứ nhất đối với em đây là vùng kháng cự rất là mạnh hai một và 1.300 à, cái thứ hai chúng ta đang đối diện với cái lượng cung của VND nên tất nhiên em đang follow cái diễn biến sau cái thời điểm này à, có thể sau khi mà hệ thống được giao dịch trở lại và chúng ta hấp thụ xong cái lượng cung của VND nếu mà VND vẫn nỗ lực giữ được cái nền sideways giữ giá đi ngang thì nó vẫn sẽ là một cái động lực rất tốt cho cái việc chúng ta bước phá qua khỏi cái vùng kháng cự 1.300 này à, bởi vì đa số nếu mà vị thế chúng ta là mua trước đó thì đa số mình đã mua ở cái vùng giá vốn rất tốt rồi ví dụ như trước đó khi mà anh chị xem livestream của em mọi người có thể mua được những cổ phiếu nhóm ngân hàng đúng không À, như kiểu công thương thì đầu năm mình đã nói à, rồi như nhóm chứng khoán thì những cái mã như SI, rồng việt hay là VCI à, rồi bất động sản thì những cái mã như DSG, DIG thì đa số em đều nói ở những cái vùng mà lúc nó đang xây nền à, chứ mình sẽ không nói những cái phiên mà đã rác lên rồi à, bởi vì khi mà đã rác lên rồi thì chắc chắn cái điểm mua lúc đó là sẽ không còn là điểm mua an toàn nữa à, bởi vì mình đang đối diện với một cái lượng cung có thể chốt lời bất cứ lúc nào à, và cái lượng cung nó họ có lãi rất tốt cái giá vốn họ rất tốt thì xem như là họ đã có cái lợi thế rất lớn so với mình rồi thì khi mà thị trường xuất hiện những cái nhịp rung lắc à, thì ngay lập tức họ sẽ có xu hướng bán ra À, và mình nếu mình mua ở những cái vùng giá mà không hợp lý hay là những cái điểm mua không an toàn thì ngay lập tức mình sẽ chịu một cái mức loss và khi đó mình sẽ không thể nào mà xử lý tức là mình sẽ không thể xử lý theo cái kỷ luật ban đầu mình đề ra được à, ví dụ bây giờ mình mua cách nền đâu đó khoảng tầm 15% tự nhiên đùng một cái mình vừa là vào cổ phiếu nó ăn 10% thì ngay lập tức đã vi phạm cái kỷ luật stop loss của mình rồi và khi đó mình sẽ rất là khó nắm giữ được những cái vị thế đó em mặc dù mình biết là có thể là sau đó nó cân bằng và nó bật trở lại được đi à, nhưng mà cái tâm lý mình sẽ rất là nặng à, và đối với em thì cái điều quan trọng nhất đó chính là cái điểm mua à, và cái vị thế mua À, nên lý do vì sao mà đoạn rồi chúng ta tham gia những cái mã như DSG này, hay thậm chí là Hòa Phát em cho khách hàng mua ở giá tầm 29 hay 9.3. À, có gia tăng thêm một phần lên quanh giá tầm 30 tới 30 ba thì hiện tại cơ bản đối với em đó là vị thế tốt và chúng ta chỉ chờ để gia tăng thêm thôi à, chứ không phải là cái việc ngày hôm nay buổi sáng mở gáp ra thì em sẽ không đề xuất mua thêm nhiều à, không không đề xuất mua thêm là bởi vì rõ ràng là chúng ta đang ở trong một cái thế chủ động hơn là cái thế bị động à, tức là nếu mà chờ mua ở cái gáp sáng ngày hôm nay thì cơ bản cũng sẽ rất là khó à, chúng ta phải theo dõi cái diễn biến của cầu cũng như là cái nỗ lực của cầu làm sao nó hấp tụ được cái gap uh, hấp tụ được cái cản lên quanh giá tầm 31 bởi vì 31 vẫn là một cái vùng kháng cự à, và nó vẫn chưa thành công Ờ, tức là vẫn chưa vượt hẳn qua 31 được tương tự đó với là nam kim ngày hôm nay thậm chí nó phủ nhận hoàn toàn cái gáp mở ra sáng ngày hôm nay à, đồng nghĩa là cái lượng cung ở trên vùng 26 mươi sáu năm hai vẫn lớn trước mắt em nghĩ là vẫn cứ follow tiếp thôi à, bởi vì chỉ cần nó giữ lại trên 25 đối với em đó là tốt rồi à, đa số nếu mà, giữ lại trên 25 xem như là đã chấp nhận hấp tụ lại cái lượng cung ở đây rồi thì có thể lên sinh nó đây một đoạn để hấp tụ cái lượng cung chút lời à, nhưng mà cơ bản thì sau khi vượt qua 25 thì cái vùng kháng cự kế tiếp của nó cũng phải là cái vùng lanh quanh tầm giá 40 ở phía trên à, đó là một cái điểm tích cực đối với lại nam kim nên em nghĩ là nếu mà người đang có sự lựa chọn đang gọi là cân nhắc giữa việc tham gia Nam Kim, Hoa Sen hay là Hòa Phát. À, thì em nghĩ Hòa Phát là cổ phiếu đầu ngành sẽ phù hợp cho những anh chị nào mà cầm vốn hóa lớn, cầm lượng tiền lớn. À, thì Hòa Phát là cái sự lựa chọn đầu tiên. À và thứ hai đối với những anh chị mà có cái nhu cầu đầu tư ít hơn à, và tham gia những cổ phiếu nhóm cáp hơn, biến động hơn thì Nam Kim là một sự lựa chọn kế tiếp. À, hoa Sen ngày hôm nay mặc dù tăng tốt nhưng mà rõ ràng Hoa Sen vẫn đang đối diện với một cái vùng kháng cự rất là mạnh là quanh giá tầm 24. À và với cái gáp mở ra ngày hôm nay kèm cái đuôi nến đó thì chắc chắn là vài phiên tới Hoa Sen cũng phải nỗ lực để test lại cái gáp này thôi tạm chí là phải lắp là cái gáp này quanh giá tầm 23.5 à, nên tạm thời đối với hoa sen thì mình cũng sẽ lưu ý thêm à, về cái vị thế mới thì ít nhất mình follow xem là nó quay về test lại gáp như thế nào à, đối với lại hoa sen ha, ấy à, đó là tổng thể gần như là về tất cả những cái dòng tiền chung của các nhóm ngành như là chứng khoán như là thép như là bất động sản rồi à, rồi à, về cơ bản là những cái nhóm như dầu khí gần đây cũng có sự vận động khá là tốt buổi sáng ngày hôm nay BVS BVD bật lên khá là nhanh nhờ vào công, câu chuyện thông tin của Lô B Môn đấy à, có một cái hợp có một cái lễ ký kết à, các cái dự án ở Lô Bê Để nhưng mà rõ ràng mọi người thấy được là cái nhóm bất động sản cái nhóm dầu khí này á, hiện tại em nghĩ là nó vẫn neo tập trung vào cái giá dầu nhiều hơn là những câu chuyện như vậy à, và trước mắt thì giá dầu vẫn lên sình ở vùng khoảng tầm giá 81 82 đô à, trong trường hợp nếu mà giá dầu vẫn tăng lên tiếp được cái vùng khoảng tầm giá 84 85 đô em nghĩ đó sẽ là một cái điểm cộng rất lớn và dòng tiền sẽ tiếp tục tham gia vào cái nhóm này à, đó là lý do vì sao mà có đoạn rồi em có cho mọi người chú ý những cái mạng cổ phiếu ở hai biên ví dụ như BVS quanh giá tầm 36 36 năm mọi người nhớ không? à, BVF quanh giá tầm 36 36 năm hay thậm chí là cả BBT hiện tại thì em vẫn kỳ vọng là sẽ lên tiếp được cái vùng kháng cự tầm 30 31. tới là mọi người mà đang tham gia BBT á, mọi người có thể follow cái này là bởi vì gần đây nhóm giờ vận tải đang bắt đầu hút tiền đúng không? À, BBT là một cổ phiếu lai like, tức là nó lai like kép luôn. Kép đầu tiên là thứ nhất là dầu khí, dầu tăng, giá dầu tăng nhóm BV tăng thì BBT cũng sẽ được hưởng lợi. À, bởi vì cái động lực chính là người ta thích cái cổ phiếu nhóm dầu khí thì khi người ta tham gia người ta sẽ tham gia tất cả những cổ phiếu có chữ B à, những cái mã dạng như là BVC, BVB, BV, à, cũng vậy À, hay là thậm chí là BVS, BVD vân vân tất cả những cổ phiếu có chữ B mà liên quan tới dầu khí thì người ta thường sẽ tìm mua những cổ phiếu đó à, cái thứ hai là BVT là một cổ phiếu vận tải thì đồng nghĩa là gì à, đồng nghĩa là khi cái nhóm vận tải hút được tiền thì BVT vẫn có khả năng hút được tiền khi đó dòng tiền cũng sẽ len lỏi dần vào những cái nhóm cổ phiếu như là BVT Để nên tạm thời có hàng thì như là mình cầm tiếp trước mắt thì target của mình vẫn là tầm 30-31 thôi À, nếu mà có bị chỉnh về khoảng tầm 28, 28.5 thì mình canh gia tăng thêm ở giai đoạn sau à, đối với lại bvt ha à, thì đó là về tổng quan dòng tiền thì cơ bản thị trường hiện tại mọi người lưu ý giùm em trong ngắn hạn cái việc mua mới à, em vẫn nghĩ là nên chờ sau cái sự kiện vnd diễn ra à, để mình xem cái nỗ lực hấp tụ của cầu là như thế nào ở vùng lên quanh đây mọi người nên nhớ chỉ số có thể không tăng nhiều à, do cáp lực từ nhóm ngân hàng à, nhóm này đối diện với lại cái lượng cung vùng đỉnh cũ nên có thể cần xa quay hay là hấp tụ là cái lượng cung lên quanh đó à, có thể có những cáp lực rung lắc à, nên chỉ số sẽ khó tăng được xa à, nhưng nói về câu chuyện dòng tiền dòng tiền vẫn lan tỏa tốt ở những cái nhóm ngành À, như là ngày hôm nay là chúng ta có bất động sản, à, chúng ta có chứng khoán, à, chúng ta có dịch may chúng ta có vận tải biển thì có thể ngày mai sẽ là những cái nhóm ngành ví dụ như là ngành thủy sản, à, ngành phân bón, à, hay là thậm chí là cả ngành thép vân à, vân những cái ngành đó bắt đầu sẽ luân chuyển luân phiên với nhau à, và khi, giúp chỉ số có thể là cân bằng lên sình ở quanh cái vùng khoảng tầm một nghìn hai trăm tám mươi một nghìn ba trăm này à, và để vượt hẳn một nghìn ba trăm này có thể chúng ta sẽ cần thêm nhiều cái yếu tố khác ví dụ như là nhóm ngân hàng phải cần khắc phục xong à, tức là cần chinh phục lại những cái vùng cản vừa rồi thậm chí dòng tiền mới phải đổ vào thêm vào những cái nhóm như là thép hay là nhóm bất động sản à, để có thể tạo cái động lực đồng thuận kéo cái dòng tiền tham gia vào khi mà nó vượt qua cái vùng kháng cự tầm 1.300 ha rồi à, đó là với diễn biến chung của thị trường cũng như là một vài cái yếu tố mà chúng ta cần lưu ý đó với lại thị trường hiện tại à, với lại thì em cũng update cho mọi người về cái diễn biến của VND rồi VNDirect rồi ha thì mọi người nào mà đang đầu tư ở công ty này à, thì cái ta là follow à, để follow sát cái tài khoản của mình à, để gọi là chúng ta có một cái niềm tin an tâm hơn À, và đối với em thì sau sự kiện này thì các công ty khác cũng sẽ có kinh nghiệm cũng như là à, cũng phải tập trung chú trọng nhiều hơn vào cái nền tảng công nghệ thông tin à, trước đó mọi người thấy được là đôi khi các công ty chứng khoán họ chưa có tiền lệ là bị tấn công như thế này đi thì họ sẽ không có xu hướng là bảo vệ cái gọi là cái nền tảng công nghệ thông tin của mình quá nhiều à, từ đó khiến cho à, cơ bản là những cái hacker họ có cái cơ hội để tận dụng cái lỗ hổng đó À, thì đối với em thì sau sự kiện này thì có thể là nhiều công ty sẽ chú trọng nhiều hơn đặc biệt là những công ty lớn top một thị phần à, như là vbs sibnd hcm những công ty đó đa số đều có cái lượng khách hàng rất lớn à, nên buộc họ cũng phải đầu tư nhiều hơn cho cái mạng công nghệ để đảm bảo cái đường truyền ổn định đảm bảo những cái trải nghiệm khách hàng và cái bảo mật khách hàng à, bởi vì cuối cùng điều quan trọng nhất đó chính là niềm tin của nhà đầu tư chỉ khi niềm tin nhà đầu tư giữ được thì khi đó thị trường mới có thể đi xa hơn được thôi à, Chứ nếu mà nhà đầu tư không còn niềm tin vào thị trường thì chắc chắn là thị trường không bao giờ đi xa được bởi vì khi đó chỉ còn độ lái với nhau thôi chỉ còn tạo lập với nhau thôi mà một thị trường chỉ có tạo lập chỉ có chỉ có gọi là cá mập với nhau thôi thì làm sao mà kiếm được tiền từ nhà đầu tư cá nhân? À, bởi vì bản chất luôn luôn là à, là tiền sẽ trả từ túi người này sang túi người khác thôi. À, nhưng mà trên thị trường chung thì đâu đó khoảng tầm 90% nhà đầu tư cá nhân à, là họ sẽ thu lỗ cho cái phần số ít còn lại à, và số ít đó đa số là tạo lập à, những bên mà họ có sự kiểm soát về cung cầu tốt à, và họ làm chủ được cuộc chơi. À, thì mình lưu ý cái đó cho em à, về câu chuyện niềm tin của nhà đầu tư sau cái sự kiện VND này. À, rồi ha và cái vấn đề mà một cái vấn đề cuối cùng nữa mà em muốn mọi người lưu ý thôi đó chính là vấn đề tỷ giá à, rất là nhiều anh chị hỏi em là nếu mà câu chuyện mà không ngoại bán rồng như ngày hôm nay thì nó có những cái ảnh hưởng như thế nào à, tất nhiên điều đầu tiên mình phải thấy được đó chính là ngày hôm nay chúng ta đã chấp nhận hấp tụ lại cái lượng cung bán ra từ không ngoại thì khả năng lực cung này sẽ đến từ cầu nội là tự doanh à, là nhà đầu tư cá nhân à, ngày hôm nay không ngoại bán rồng gần hai tỷ đồng trong đó masan là hơn một tỷ masan là trao tay à, giữa tức, nhìn chung là trao tay cổ phiếu này qua thỏa thuận là mọi người vào cái một thỏa thuận này mọi à, người vào đây thấy là Masan trao tay rất nhiều trong phiên ngày hôm nay à, lên tới một nghìn tỷ mọi người thấy không? À, những cái mặt cổ phiếu này đây một triệu cổ này đúng không? 1 triệu hai trăm cổ này rất là nhiều Masan đa số là Masan à, thì cái việc trao tay nhiều Masan như vậy thì nó cũng phần nào đó cho thấy rằng là gì? À, là nó đang có sự mua bán giữa các đối tác ở trong nước và đối tác nước ngoài có thể là Masan đang thoái vốn cho một doanh nghiệp nào đó với một cái số lượng cổ phiếu nhất định hoặc là một cái đối tác nào đó đang thoái vốn cho một cái đối tác khác à, thì nó giúp cho nó khiến cho cái lực bán từ khối ngoại nó gia tăng lên nhiều ở trong phiên ngày hôm nay À, và trước mắt thì như mà khả năng là nước ngoài bán cho trong nước rồi, à, bởi vì nếu mà nước ngoài bán cho nước ngoài thì nó sẽ cân với nhau. À, đây là bán rồng thì chắc là nước ngoài bán ở trong nước. À, còn lại các cái nhóm ngành khác thì trong đó tiêu biểu là vít này, VinHome này, ghét này, Vinamilk là những cổ phiếu bán rồng nhiều nhất. Trong khi đó những cổ phiếu nhóm chứng khoán hay là nhóm bất động sản hay là nhóm dầu khí hay là thép thì em đánh giá là cái lực bán không quá nhiều, như Hòa Phát ngày hôm nay chỉ bán rồng khoảng 38 tỷ thôi. À, Hoa Sen thì mua ròng khoảng 32 tỷ, trong đó những cổ phiếu chứng khoán khác đi thậm chí là những cái mã như VCI này. À, rồi À, Vnd này vân vân thì đa số đều chỉ bán bị bán nhẹ khoảng hai ba mươi tỷ thì em nghĩ là cái lực bán vẫn không phải là tập trung quá nhiều vào những cổ phiếu mang tính thị trường à, những cổ phiếu như ghét những cổ phiếu như vít hay những cổ phiếu như VINHOME bản chất là những cổ phiếu không mang tính thị trường quá nhiều à, những cổ phiếu này thì cơ bản là một phần nào đó cũng có sự can thiệp nhất định từ các cái tổ chức à, thì cơ bản đó em thì à, trước mắt điểm cộng đầu tiên là mình thấy là mình đã chấp nhận thắt tụ là cái lượng cung đó ngày hôm nay thị trường không giảm nhiều à, nhưng mà cái vấn đề tỷ giá thì em vẫn lưu ý với mọi người thôi à, bởi vì chúng ta vẫn đang trong giai đoạn à, gọi là phát hành tín phiếu cái tốc độ phát hành tín phiếu đã chậm lại rồi cho thấy rằng ngân hàng nhà nước cơ bản là nó đang nó đã đạt được cái số tiền mà ngân hàng nhà nước muốn phát hành nhưng mà tỷ giá thì vẫn chưa giảm đó là cái sự đáng sợ nhất ở giai đoạn này mẹ em lo lắng vì trong bối cảnh nếu mà tỷ giá tiếp tục tăng lên cái vùng trên 25.000 chắc chắn nó sẽ gây ra một cái hiệu ứng tâm lý rất tiêu cực đặc biệt là dòng tiền khối ngoại à, bởi vì chúng ta biết là giai đoạn cuối năm ngoái thì khối ngoại bán rồng cũng chính là vì tỷ giá tăng nóng à, giai đoạn tháng 10 năm ngoái tỷ giá tăng lên cái mức đô đó khoảng tầm 24.600, 24.500 là không phải bán rồng liên tục khiến cho thị trường có một cái điều chỉnh từ tháng 8, tháng 9 à, tới cuối tháng 10 à, nó mới bắt đầu cân bằng à, và bật tăng trở lại thì tương tự giai đoạn này thôi bây giờ tỷ giá mình đang neo ở mức là 24.800 nó tương đương với cái đỉnh thời đại thời điểm tháng 10 hay hai 22 hai trong trường hợp nếu mà cái tỷ giá chúng ta vẫn neo ở trên cái em mọi người nhìn từ xưa tới nay nè đây là cái mức tỷ giá hiện tại có thể gọi là cao nhất à, và chúng ta đang gần như là follow lại sát cái đỉnh cũ của thời điểm mà à, giai đoạn 2022 ở à, cuối tháng cuối năm 2022 lúc đó tỷ giá mình cũng bơ ngưỡng tầm 24.700 thì trong trường hợp nếu mà nó vượt lên trên cái vùng 24.800 này tức là nó vượt qua đỉnh thời đại của tỷ giá chắc chắn thời điểm đó cái khả năng mà ngân hàng nhà nước áp dụng những cái chính sách gọi là mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn như là bán đô giảm gì triệu ngoài hói để bơm tiền ra nó sẽ cao đó là lý do vì sao mà trong ngắn hạn thì đối với em cái việc đó là một phần mà đó là một cái lý do vì sao mà em đang tập trung theo dõi nhiều vào thị trường hơn trong cái việc là mua mới À, bởi vì như em nói là các cái vị thế mua mới đa số chúng ta đã có cái vị thế mua tốt trước đó ở những cái vùng nền giá à, thì ở giai đoạn này là một giai đoạn tương đối nhạy cảm à, giữa những cái yếu tố thông tin vừa rồi kết hợp với nhau à, vừa là kháng cự mạnh vừa là lượng cung bán ra à, do sau hệ thống sự cố à, vừa là vấn đề về tỷ giá thì mình sẽ cần theo dõi sát hơn cái vấn đề này à, trước mắt thì chúng ta nếu mà đang cầm những cái mặt cổ phiếu thì lưu ý giùm em cổ phiếu của mình đó. cổ phiếu riêng lẻ của mình có bị bán nhiều hay không ví dụ không phải là nó bán toàn thị trường ví dụ mà mọi người thấy là chúng ta loại masan ra loại viết loại VinHome và loại ghét ra thì maybe nó cũng bán đâu đó khoảng tầm bốn năm trăm tỷ thì với cái mức bốn năm trăm tỷ đó thì ra là nhiều cổ phiếu vẫn được mua rồng ví dụ ngày hôm nay mà đức g được mua rồng này nam long là được mua rồng cân trở lại này phú tài này v v thì cũng có đa số nhiều cổ phiếu được mua rồng ví dụ như kdh được mua rồng này thì mình phải xem xem là cổ phiếu riêng lẻ của mình đó cổ phiếu mình đang cầm đó nó có bị gọi là bán rồng nhiều hay không tức là mình đang đánh giá thay vì mình nhìn toàn bộ số thị trường thì nó hơi ghê thì bây giờ mình thu hẹp về cổ phiếu của mình thôi à, mình xem xem là cổ phiếu mình có bị bán rồng nhiều hay không à, để đánh giá về cái sự ảnh hưởng của cái sự kiện này à, và trong trường hợp nếu mà cổ phiếu chúng ta vẫn không bị bán rồng quá nhiều thì chúng ta cứ follow tiếp à, cũng không có gì quá lo lắng bởi vì như em nói khả năng vẫn chưa phân phối được hàng cái vấn đề quan trọng nhất là như vậy thôi bởi vì nếu phân phối rồi thì mình không có gì để nói nếu phân phối rồi thì cái độ rủi sẽ rất cao à, nhưng mà nếu chưa phân phối được hàng thì chúng ta vẫn còn câu chuyện để follow tiếp ở cái đại sau thôi ví dụ kiểu như những mã như SI À, nếu mà nó chưa công bố những cái ngày không hưởng quyền để kích hoạt cái lượng cầu nhau từ cá nhân tham gia vào thì em nghĩ nó vẫn sẽ còn câu chuyện để tăng trưởng tiếp được ở cái đoạn sau Thế nên tạm thời thì mình xem nó như là một cái gọi là một cái rủi ro tiềm ẩn à, và mình follow sát nó à, bởi những cái diễn biến của ngân hàng nhà nước à, cũng như là cái diễn biến tỷ giá hàng ngày à, cho đến khi nào mình thấy ngân hàng nhà nước có cái động thái nào đó tiêu cực hơn à, những cái thông báo mới thì khi đó chúng ta có thể chủ động hành động hơn à, để tránh cái việc bỏ quên đi cái sự kiện này còn trong cái vấn đề về khâu ngoại bán thì chúng ta cũng đã chấp nhận hấp thụ lại cái lượng cung này ở trong những phiên gần đây điều này đồng nghĩa là chúng ta phải nỗ lực để tiết diễn hấp thụ ở trong những phiên tới chứ không có xu hướng quay về tạo cái điểm mua giá rẻ nên đối với cái sự kiện này thì mình nên ưu tiên là gọi là mình sẽ tách biệt ra tức là mình sẽ tách thị trường ra so với lại cổ phiếu thì mình sẽ follow chính xác xem là cổ phiếu chúng ta bị bán rồng như thế nào nếu trong trường hợp mà cổ phiếu mình vẫn được mua rồng tức là vẫn được sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thì mình sẽ không cần lo quá nhiều về cái vấn đề gọi là sức ép À, của không ngoại bán vào thị trường chung ha. đấy đó là cách để chúng ta follow cũng như là đối diện với cái diễn biến hiện tại của thị trường. À, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích sơ lược về một số những cái nhóm ngành cũng như là các cổ phiếu tiêu biểu ở trong những cái nhóm ngành đó nha. À, anh chị nào hiện tại đang xem cái video của em thì à, nếu mà thấy hữu ích thì đừng quên là bấm like video nha. À, bởi vì theo thuật toán youtube thì nó sẽ hỗ trợ những cái video mà có nhiều like cũng như là nhiều bình luận để được đề xuất và lan tỏa video này đến nhiều anh chị khách hàng khác. À, từ đó giúp mọi người có một cái góc nhìn mới về thị trường và đầu tư tốt hơn. À, ngoài ra thì ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ là zalo và số điện thoại ha. À, nếu chị mà đang có nhu cầu đang bị bế tắc ở trong quá trình đầu tư hay là cần một cái người hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu về danh mục thì kết bạn với em ha họ là trợ lý của em à, đồng thời mọi người cũng có thể tham gia vào cái nhóm cộng đồng thông qua cái việc quét cái mã QR code ở trên này nha à, cảm ơn chị rất nhiều vì luôn dành thời gian à, để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em à, thì bây giờ mình sẽ cùng đánh giá phân tích về những cái nhóm này ở trong phiên ngày hôm nay đây mọi người thấy ngày hôm nay là một cái nến test cung rất đẹp đúng không Chúng ta có đuôi nến ở phía dưới à, chúng ta có nỗ lực hấp thụ và rút chân người trở lên À, hiện tại thì gần như là chúng ta có một cái gáp lần là 1260 1270 thì đối với em cái gáp này sẽ là gáp mang tính chất quyết định nha mọi người nhớ giùm em. Gáp này là gáp mang tính chất quyết định đối với lại các vị thế đầu cơ. Bởi vì sao mọi người để ý, cái gáp này gọi là gáp đo lường. À, trong phân tích kỹ thuật gọi là gáp đo lường. Gáp đo lường là gáp mà nó sẽ kiểm tra cầu ở trong những xu hướng tăng và ngược lại nếu mà gáp down trong một cái xu hướng đi xuống đó, thì nó là kiểm tra cung. Thì cơ bản hiện tại là mọi người thấy là gì nó đang kiểm tra lại cầu ở quanh cái vùng gáp này khi mà nó test lại tức là sau khi nó mở gáp đi nó tăng ngược lên trên 1290 nó bị chốt ngược về lại nó test là cái gáp này thì hiện tại cái gáp này vẫn đang nỗ lực và hấp thụ giữ là cái lượng cung trước đó à, chúng ta bị bán ra à, đồng nghĩa là cái vùng hỗ trợ này vẫn tốt à, tạm thời thì nếu có hàng thì mình chủ động mình nâng chặn lên quanh cái gáp này trong trường hợp mà giá nó quay về dưới cái gáp 1260 này thì khả năng giai đoạn sau lực bán nó sẽ mạnh hơn à, và có thể thị trường bị bán nhiều hơn à, đó là với à, diễn biến chung của đại Vindex ha và tương tự như vậy thì mọi người để giùm em nè ví dụ như cái mã như là à, ví dụ như là đối với lại vindex đi thì trước đó À, chúng ta xem là những cái xu hướng tăng trước đó thì nó cũng có những cái gáp tương tự ở à, đây mọi người thấy ha trong một cái giai đoạn lình xình à, biến động gọi là hấp tụ cung à, thì khi mà chúng ta mở ra những cái gáp như thế này kèm volume nè à, chúng ta cũng tìm cận về những cái vùng kháng cự nè thì những cái gáp này thật ra nó đóng vai trò gọi là giống như đo lường thôi nhưng nó là gáp đo lường đó, nó đo lường lại cung cầu à, tại một cái vùng giá thì mọi người thấy là sau một cái thời gian nỗ lực đi à, mà nó bị lấp lại cái gáp đó thậm chí là nó lấp lại sau đó nó còn đi ngang ở dưới cái gáp đó nữa thì cơ bản đó chính là nó tạo điểm mua giá rẻ ở cái giai đoạn này thì giai đoạn sau có thể là nó điều chỉnh mạnh hơn đối với lại những cái gáp kiểu này á nên mới nói với mọi người là lý do vì sao mà em phải liên tục nhắc về cái gáp đó à, bởi vì cái gáp nó sẽ đóng vai trò quyết định trong những cái vị thế trading ví dụ như bây giờ đi mình có thể biết là thị trường nó chưa nó chưa đảo chiều à, nó chưa phân phối à, nhưng mà trong ngắn hạn lỡ đâu mình thấy là bây giờ nó bị chốt ngược về nó quay về là dưới một nghìn hai tức là nó phủ nhận lại cái gáp mở ra trước đó thì đồng nghĩa là trong ngắn hạn khả năng thị trường có thể điều chỉnh mạnh hơn ví dụ như nó về là một nghìn hai chẳng hạn vậy thì khi đó đối với các vị thế mà chúng ta đang nắm giữ đặc biệt là cái vị thế trading trading tức là ngắn hạn đúng không chúng ta đầu tư với một cái kỳ vọng ngắn ví dụ 10 15 phần trăm thì với các cái vị thế trading đó thì mình phải chủ động mình đảo ra mình chờ mình cover là sau khi mà thị trường nó quay về lại một cái vùng hỗ trợ đủ tốt nên mọi người cũng phải chú ý cho em cái gap này à, quanh cái vùng 1260 tới 1270 thì tương tự với là cái gap ở đây này mọi người thấy không trong quá trình đi lên thì nó sẽ xuất hiện những cái gap thường thì nó sẽ xuất hiện khi mà tiệm cận về những cái vùng kháng cự mạnh đây mọi người thấy không khi mà về những cái vùng kháng cự dày ở đây là 1100 à, mươi để bắt đầu lên đây bắt đầu xuất hiện à, có một cái gáp dày mở ra ở đây rồi test lại một lần hai lần không lắp à, và sau nỗ lực test lại hai lần không lắp gáp đó thì nó tiếp diễn cái đà tăng ở giai đoạn sau à, thì tương tự cái gáp này cũng vậy mọi người thao à, nó break lên cái vùng kháng cự định cũ này sau đó quay về test lại gáp vẫn không lắp bắt đầu nỗ lực bật lên tiếp ở cái đoạn sau à, nhưng mà đó là cái ý nghĩa của cái gáp mở ra ở cái đoạn này thì lý do mà em nói với mọi người và em gọi là luôn nhắc về cái gáp này à, mục đích là như vậy tương tự như cái gáp ở đây mọi người thấy nè nó giống giống như cái gáp ở này nè Đấy, những cái gáp kiểu này nó chính là những cái gáp dạng đo lường ấy mục đích là để kiểm tra lại cái lượng cầu ở những cái nhịp chốt lời và cái vùng đó giống như là một cái vùng bất khả xâm phạm tức là khi mà giá nó quay về đó thì nghe là tức có một cái lượng cầu nó xuất hiện và nó giúp cho thị trường hay là giúp cho cổ phiếu bật trở lại thì mọi người chú ý gì em cái gáp lăn quanh giá tầm một nghìn hai trăm sáu mươi một nghìn này ha rồi bây giờ nói về thị trường đi cơ bản là chúng ta vẫn đang lình xình lình xình là một đoạn để hấp thụ cung lên quanh một nghìn hai trăm tám mươi thôi À, tiếp theo là về cổ phiếu à, thì hiện tại chúng ta nói về à... À, nhóm ngân hàng đi à, nhóm ngân hàng thì đa số đang tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ vừa rồi ha thì như nhận định lúc nãy của em thôi nó sẽ cần chuẩn là một nhịp à, ví dụ như cái mã nhà acb thì nó đang ở nó đang chỉ mới gãy một nhịp thôi thì đa số sẽ đều còn nỗ lực ở cái nhịp số 2 và cái này là nhạc cho em cũng nói rồi cái phim mà Vindi bị sự cố đó em có nhấn mạnh về cái này rồi à, em cũng nói với mọi người là nhóm ngân hàng nó chưa có đảo chiều liền À mà nó sẽ còn cái nhịp quay về test lại cái đỉnh ở trong cái nhịp tăng trước đó ví dụ như ACB là sẽ nỗ lực quay về lại 28.5 nên tạm thời có hàng thì mình cầm tiếp tại nó mua mới thì vẫn chưa lý tưởng lắm nếu mua mới cân nhắc cho em nếu mà giá nó quay về lại 26 26 năm đó là cái ngày hôm trước em nói rồi à, còn bây giờ câu chuyện đang có hàng đi nắm giữ đi thì follow cho em cái vùng cản ngắn là khoảng tầm 28 năm ở phía trên à, nỗ lực quay về lại cái vùng đỉnh cũ trên đó BID thì vẫn đang gọi là khá là fail sau cái nhịp nỗ lực tăng ở cái phiên ngày 22 tháng 3 vừa rồi à, thì em nói mọi người là hiện tại con BID này có thể canh cho em khi mà giá nó về tầm 52 ấy tăng quanh cái vùng hỗ trợ dưới này tầm 52 thì đoạn sau mình kỳ vọng là BID sẽ quay về lại cái giá tầm 55 55.5 một lần nữa đối với lại BID khi đó có thể mua mới được. À, nếu mà giá bắt lại tầm giá 52, tăng quanh 51 52 ở phía dưới, công thương thì vẫn còn nỗ lực một phiên nữa quay về lại phía trên này khoảng tầm giá 35. 36 ở phía trên. Tăng quanh tầm 36 365 ha. Nhìn chung đa số đều đang gặp khó tại cái vùng cản thời đại, cái vùng cản gọi là cản rất là dài trước đó mà đã bị chững lại chỉ có món ông Tết cơm là cái ông mà đi qua khá là nhẹ nhàng ở cái nhịp rồi thôi ông Tết cơm là cơ bản ông đã vượt qua cái vùng kháng cự 43 ở trong cái đoạn vừa rồi và hiện tại ông đang neo lại trên 43 xem như là cầu con cũng đang chấp nhận hấp thụ là cái lượng cung ở phía trên này à, trước mắt ông test cái vùng kháng cự kế tiếp qua ông là khoảng tầm giá 48 năm tới 49 nên, nên tạm thời anh chị nào mà có hai cái chủ động mình cứ nâng cái chặn lại nó quanh 43.5 tới là mình nâng cái stop loss nó quanh 43.5 à, và mình hướng cái tay gạch mình tới cái vùng 48.5 49 ở phía trên này à, Thì khi nào mà giá nó còn giữ trên cái vùng đó thì mình cầm tiếp thôi à, và khi nào mà nó vi phạm thì mình canh mình chốt lời thôi à, coi như đó là một cách để mình bảo toàn cái phần lợi nhuận trước đó ha à, rồi tương tự là với tb à, như là HD bank này, HD thì vẫn hơi khó mua ở đây thôi. HD bank cơ bản là hàng bao cung nên tạm thời anh chị nào mà có hàng thì mình cầm tiếp nhưng mà mình chủ động mình nâng cái stop loss lên quanh giá tầm 23.5 cho em ha. À, liên Việt thì có thể canh mua dần dần quanh cái giá tầm 16.5 ở dưới được nè. Hiện tại đang test là hai đáy thôi. À, đang là một cái vai đầu vai ngắn ha, một vai nè, đầu nè, vai nè. Cơ bản là đã hình thành được vai đầu vai nếu mà mở đồ thị giờ ra có thể là thấy rõ hơn ấy. Đây mình nhìn ví dụ như đó với liên việt đi ha, mình nhìn đồ thị giờ nè. Đây mình thấy có vẻ rõ hơn không? Đây, chúng ta có một cái vai đúng không? À, một cái vai ép bán xuống, sau đó tiếp tục là một cái nhịp mở đầu ra, cái đầu này là phá thủng cái vai bên trái. À, lý do phá thủng là gì? là nó sẽ tạo ra một cáp lực cung. À, khi đó thị trường thấy rằng cổ phiếu này phá vỡ cái vùng hỗ trợ trước đó, à, nên sẽ bán ra rất nhiều ở cái đoạn này mọi người thấy không? cái lúc mà phá vỡ này volume sẽ lớn hơn, à, nhưng bắt đầu có xu hướng giảm dần tức là cái lượng cung bắt đầu suy giảm đi, bắt đầu giá bật trở lại. ở à, cái lúc này là cái lúc mà lượng cung rất yếu rồi, à, nên chỉ cần cái lượng cầu nhỏ thôi thì nghe là tức giá đã bật tăng trở lại. À, và sau đó có một cái lượng retest tức là một cái nhịp test lại cung ở cái vùng đầu thì điểm cộng lớn nhất là gì là cái cung bán ra cái cung bán ra ở cái vùng đầu này nè mọi người thấy không cái cung bán ra ở cái vai bên phải nó thấp hơn cái cung bán ra ở cái vùng đầu mọi người thấy không đây em sẽ so sánh cho mọi người cái sự khác biệt của mô hình vai đầu vai nè ở đây nhân tiện thì nó có con liên việt thì em nói mọi người vai đầu vai đó, đầu tiên ở cái nhịp bán này volume sẽ rất lớn tương đối lớn lý do là bởi vì lượng cung vẫn còn tồn động khá là nhiều à, ở nhịp bán số 2 volume vẫn tăng À, tức là tăng ở cái lúc mà nó phá vỡ cái đường neckline cái đường gọi là cái đường vai bên trái á, cái hỗ trợ vai bên trái á. nhưng mà xu hướng có volume có giảm dần tức là càng về thấp thì volume bắt đầu giảm dần à, thì thông thường ở cái giai đoạn này á, thì cổ phiếu thể hiện rằng nó bắt đầu có xu hướng cạn cung tức là cái đường cung bắt đầu bị suy giảm đi à, và điểm nhấn cuối cùng đó chính là cái vai bên phải tức là khi giá tăng thì volume tăng lại mọi người theo và điểm nhấn cuối cùng là cái vai bên phải khi mà điều chỉnh xuống một nhịp nữa thì volume nó vẫn thấp hơn so với lại cái vần đầu trước đó và thấp hơn so với lại cái vùng vai trái trước đó đồng nghĩa là ở cái vai bên phải này đã cho thấy cái lượng cung suy giảm rất nhiều rồi và đó là một cái điểm đó là một cái mô hình vai đầu vai gọi là tiêu chuẩn À, thì trước mắt nó là liên viền thì nó có cái nét like là cái đường viền cổ trên này là giá 17 thì tạm thời anh chị nào mà có nhu cầu mua mới á, thì có thể canh trong cái biên khoảng tầm giá 15 16.5 tới 17 và có thể canh gia tăng thêm khi mà giá vượt lên trên 17 ở cái đại sau à, target ngắn cho mẫu hình này thông thường nó sẽ là chiều cao của mẫu hình ví dụ như hiện tại chiều cao mẫu hình là tính từ giá 17 về là cái giá tầm 15.5 ở dưới này à, nên có thể target cái nhịp sau của mình cũng sẽ tương đương với là cái vùng đỉnh cũ phía trên này khoảng tầm giá 18.5 quanh 18 18.5 18, 18 à, đối với lại liên việc ha đó là về trong trading ngắn hạn nha rồi tiếp theo là mình nói về MB, MB thì hiện tại cũng đang nỗ lực ở trên cái vùng 25 chứ mắt anh chị nâng chặn lên quanh 25 giùm em. À, nâng cái stop loss lên quanh 25 bây giờ mà giá nó quay ngược về dưới 25 thì khả năng lại phải sao quay ở đại sau. À, khi mà đã nỗ lực lên rồi ấy thì phải xem cái tức là khi mà đã nỗ lực vượt qua được cái vùng cản đó rồi và hấp tụ lại cung lên quanh đó rồi thì giá nó không nên quay ngược về dưới cái nền một lần nữa. Và B thì mình cầm tiếp ta thì thấy sẽ hơi chậm. SB mấu chốt vẫn là ở cái nến này nha cái nến cao trào này chính là cái nến khiến cho SHB yếu hơn hẳn so với những cổ phiếu ngành ngân hàng khác à, trước đó thì em đã từng nói với mọi người về cái nến này rồi nên lúc đó em nói với mọi người là nếu mà tham gia nhóm ngân hàng thì thật ra không nên ưu tiên tham gia đó với SHB lắm à, về mặt rủi ro thì cũng không cao đâu cái sự kiện mà khiến cho SHB bị bán thì nó cũng đã giải quyết tương đối ổn thỏa rồi à, và em nghĩ nó chỉ là vấn đề thời gian thôi à, nên tạm thời nếu chị mà đang cầm SHB thì mình cầm tiếp được nó chỉ hơi chậm một xíu à, nếu mà giá nó vượt được khoảng tầm giá 10 à, lân quanh cái vùng kháng cự trên này khoảng tầm giá 11.6 quanh cái điểm 20 thì có thể canh gia tăng thêm được trong những phiên tới nhưng mà phải có vol tăng nha, phải vol tăng lại nha, quanh 11.6 đó là SHB nè. FTB thì mua mới thì nên canh cho em giá tầm 295 tới 30, nói chung là lên quanh 30 thì canh có thể mua mới được. Đang xa quay trong viên tầm 30 tới 32, à, đó là STB ha. À Techcom, Techcom hiện tại thì nâng stop loss lên quanh giá 43 thôi. TB thì nâng stop lên quanh giá 18.5 nha. Cơ bản là hiện tại đang hấp thụ lại cái lượng cung khá là tốt. Trước mắt thì mình kỳ vọng TB sẽ lên tiếp được cái vùng kháng cự trên này khoảng tầm giá 20. À, nếu mà đây có hàng thì mình cầm tiếp, mình có thể nâng chặn lại lên quá giá giá tầm 18 năm này. À, mua mới thì ưu tiên nếu mà có thể canh giá nó bắt về lại cái đường neckline quanh giá tầm 19 có thể rải dần ra. Nhưng chúng mình đang xa quay biên 19 20 à, nên mình sẽ chơi đi ngắn ở trong cái biên độ đó được. Đó với lại TB ha. À, Vietcombank công thì vẫn hơi kém, việc công thì nhìn chung vẫn là đang nỗ lực quay về lại cái đỉnh cũ trước đó của nó sau khi mà nó test lại cái đỉnh cũ vừa rồi à, thì cái lượng cầu ở đây chấp nhận hấp thụ vào và bắt đầu giá nó quay ngược về lại cái giá tầm 98 tới 100 thì anh chị nào mà đang cầm thì follow tiếp lên cái cạn đó thôi. VB thì vẫn khỏe, VB hiện tại kháng cự là 25, tạm thời có hàng thì mình cầm tiếp thôi. VB nếu trong nhịp này có bị chốt ngược về lại tầm 23.5 độ xuống thì canh mua mới được đó với lại VB. À, khi đó thì có biên độ để mình tham gia ở cái đoạn sau. À, VBank thì vẫn đang tiến về cái vùng kháng cự cho này tầm giá 20. Em nghĩ nhịp này sẽ qua được 20. À, nhìn chung thì nó khá là nản rồi đa số nhờ từ cá nhân mà cầm nó với lại vi ban thì em nghĩ là cũng rất nản rồi à, tạm thời sau một cái nhịp rủ bỏ test là hai đáy rất đẹp thì hiện tại vi ban đang tiệm cận sát về cái vùng kháng cự trên này tầm giá 20 mươi à, nó giống như cách mà dsg đã rủ bỏ trước đó vậy đó thì hiện tại dsg cũng đã tiệm cận được cái biên trên rồi à, nên đối với em vi ban có hàng mình cầm tiếp thôi mình có thể chờ khi nào mà giá vượt qua 20 thì mình canh gia tăng thêm ha à, tiếp theo là đối với lại những bất động sản thì mọi người chú ý giùm em với gì lại dsg đi à, những cái mã như DSG DIG thì em vẫn nói với mọi người rất nhiều lần tức là nếu mà có bị chốt đi chăng nữa ví dụ như cái mã kiểu như DSG mà bị chốt người về lại tầm 19.5 thì có thể mạnh dạng mua thêm một cái đạn sau à, bởi vì cái momentum cái đà là vẫn đang tốt thì trong trường hợp mà nó có bị chốt lời thì nó vẫn sẽ mở ra điểm mua nhiều à, cho những cổ phiếu này à, tức là khi mà đặc biệt là khi mà giá nó quay về những cái vùng hỗ trợ kiểu như 19 19.3 À, rồi ha, tức là Nam Long, Nam Long thì hiện tại chị nào mà đang cầm thì follow cho em cái cản trên này tầm giá 44.5 À, nhìn chung cơ bản thì nam long vẫn đang gọi là test là đỉnh cũ thôi nên đây vẫn không phải là điểm mua à, trước đó lúc mà nam long bắt về lại tầm giá 40.8 mươi -40 chấm tám bốn thì em cũng nói là có thể canh mua mới được đó với lại nam long ha dg tương tự đó và nha dg đang ở cảng 32, 33 nên mọi người thấy là có lượng cung bán ra tương đối á đây là mình nó đang ở cái cảng trên này nè cái cảng gọi là cái gáp cái gáp ở ra đây nè nhìn cái đồ thị ngay mọi người thấy rõ hơn á đây mọi người thấy có một cái gáp ở đây Nên cái lượng cung bán ra của nó cũng tương đối là quanh cái vùng gáp này đây. À, thật ra đối với em thì đối với lại con DSG thì nó đang có một cái momentum, một cái đà rất tốt Kể từ sau khi mà nó vượt cái nền này Tính ra từ cái đáy đi lên thì hiện tại DSG nó cũng tăng được đâu đó khoảng tầm là tính từ nền ha à, Khoảng tầm 20% rồi, à, lên quanh hơn 20% rồi à, Nên trong trường hợp mà nó có bị chốt về khoảng tầm 50% thì vẫn canh mua mới được bình thường nha Đối với lại DSG, DIG À, nên những cái mã này thì sẽ tùy vào cái xu hướng đầu tư của mọi người nếu anh chị mà đầu tư theo xu hướng gọi là holding á tức là đã có DSG rồi và thậm chí là chưa mua đủ hàng á, thì có thể canh những cái nhịp chốt lời ngắn để mình canh gia tăng thêm được đó với lại các cổ phiếu này ha đó là đối với lại DG DSG cũng tương tự như vậy thôi à, BDR hiện tại neo lại trên 31 khá là đẹp BDR nếu mà ngắn hạn có bị chốt về khoảng tầm 30.5 tới 31 thì có thể canh mua mới được À, mình kỳ vọng là nó sẽ quay về test đại đỉnh cũ lần nữa Anh à, nhìn chung đối với các cổ phiếu bất động sản hiện tại thì đa số đều đã vượt qua được cái đỉnh cái vùng đỉnh của giai đoạn tháng 9 hay 2023 vừa rồi Anh à, nên ngắn hạn gần như nó sẽ không có quá nhiều kháng cự nữa nên nếu anh chị nào mà đang cầm thì mình cứ là follow tiếp thôi à, trong trường hợp nếu mà có chỉnh ngắn hoặc à, nếu mà đang gọi là anh chị nào mà chưa có vị thế mua mới á, thì trong trường hợp mà có chỉnh ngắn thì bắt đầu canh tham gia những cái nhịp chỉnh nó được à, và ưu tiên cho em những cổ phiếu mà cái momentum cái đà nó càng tốt bởi vì nếu mà cái đà càng tốt trước đó thì cái lượng cầu đứng ngoài chờ tham gia sẽ càng nhiều à, lúc đó cái vị thế mua của mình nó sẽ an toàn hơn À, rồi đối với lại Nam Long KDH thì vẫn follow thôi bởi vì rõ ràng nó đang khỏe tức là nó là cổ phiếu đi trước đó đi trước so với lại mặt bằng chung của các cổ phiếu trong nhóm bất động sản à, đối với lại KBC thì ngắn hạn đang phải xoay quay lại cho cái biên khoảng tầm giá 35 36 nhìn chung thì KBC là cổ phiếu mà em đã nói rất nhiều ở cái giá tầm 32 rồi hiện tại chị nào mà đang cầm KBC thì ta đang mong người ta cầm tiếp à, có thể follow tiếp được à, và trong trường hợp nếu mà giá nó có chốt về lại khoảng tầm 34 34.5 thì canh mua thêm được cho em à, trước đó thì cái rumor liên quan tới thông tin sự kiện ở khu đô thị Tràng Cát được duyệt à, quy hoạch một trên năm trăm tức là hoàn thiện về cái vấn đề pháp lý đó à, được lan tỏa qua khá là nhiều zoom zalo à, thì em mới nói với anh chị khách hàng của em á, à, có thể canh chốt à, chốt ngắn quanh cái giá tầm ba 5 năm năm tới ba sáu này có thể chờ mua lại quanh giá tầm ba bốn bốn năm tức là nếu có bị chốt ngắn à, bị chốt ngược về lại cái vùng hỗ trợ dưới này thì canh mua mới được à, đối với em thì KBC vẫn chưa phân phối đâu mọi người nhìn cái volume ở trong những cái phiên vừa rồi đi à, thật ra cáp lực bán vẫn không quá lớn nên tạm thời nếu mà anh chị nào mà có hàng KBC thì mình cầm tiếp thôi à, trong trường hợp mà có bị chốt thì tự tin mình mạnh dạn mua thêm ở cái vùng hỗ trợ dưới thôi à, đối với lại KBC ha. Rồi, đó là với các cổ phiếu bất động sản tiêu biểu CEO thì vẫn sai quay biên 21 tới 24 thôi nên tạm thời CEO thì vẫn đang gặp khó ở cản trên. À, trong trường hợp hiện tại nếu mà đang có hàng thì có thể canh gia tăng thêm khi mà giá nó vượt hẳn qua trên 24 á, thì canh gia tăng thêm sau được đối với lại CEO. À, chứng khoán thì vẫn tập trung nhiều men đối với lại những cổ phiếu mà có triển vọng kết quả kinh danh quý 1. SI là một ví dụ, SI cũng có cái gáp tương tự với lại con thị trường đúng không? Mọi người thấy không? SI có gáp tương tự với lại Vintech nè, tức là một cái gáp ra test lại gáp không lắp cơ bản là SI đã chấp nhận hấp thụ lại cái lượng cung à, lăn quanh cái vùng 37.5 này rồi thì đối với những cổ phiếu dạng như là con rồng việt này à, thì cứ cầm tiếp cho em trước mắt là mình kỳ vọng giá nó quay về test lại trên cảng tầm 23 lần nữa à, hay là bản việt à, thì cũng đang nỗ lực nhưng chúng ta đang cân bằng trở lại và đa số đều đang sai quay trở lại thôi à, tùy biên độ có những con biên độ hẹp có những con biên độ rộng hơn à, nhưng mà trước mắt thì đang trong đợi vào cái kết quả cái giới quý 1 à, và em nghĩ là một khi câu chuyện vẫn còn thì cái độ rủi ro của những cổ phiếu này cũng không phải là quá cao khi nào mà hết câu chuyện rồi, ví dụ như mà khi công bố cái quả kinh doanh ra rồi á mà thị trường bước vào cái giai đoạn tháng năm á, cái giai đoạn mà gọi là người ta thường nói là sell in may and go away á, tức là giai đoạn trống thông tin á thì khi đó cái rủi ro thị trường hay là rủi ro của các cổ phiếu này nó sẽ cao hơn bởi vì lúc đó chúng ta không có một cái điểm tựa thông tin nào hết, chúng ta không có cái niềm tin nào hết. Em nghĩ là con SA SI đang để dành cho cái thời điểm đó, tức là thời điểm mà thị trường trống thông tin á, nó ra cái thông tin liên quan tới phát hành thêm thì có thể lúc đó sẽ kéo được tiền vào, à, sẽ thu hút được cái lượng cầu và à, đó là với nhóm chứng khoán ha. HCM thì tạm thời mua mới thì em sẽ không ưu tiên lắm đâu bởi vì thật ra thì nó vẫn đang tính ra thì nó vẫn tăng nhiều so với lại thị trường trước đó rồi à, nên ngắn hạn đối với em HCM thì mình follow cho em nếu mà đang cầm hàng á thì theo dõi cái vùng đỉnh cũ giai đoạn trước đó khoảng tầm giá 29.5 thôi xem ngày mai cái nỗ lực hấp thụ là như thế nào à, cái vùng kháng cự dày tiếp theo của HCM trên này là khoảng tầm giá 32 31.5 tới 32 à, nên gần như nếu anh chị nào mà đang cầm á đã có sẵn hàng rồi đó, thì nếu mà giá vượt qua được 29 5 ở trong phiên ngày mai á tức là cái lượng cầu nó vượt trội với lại volume tăng nhẹ ở trong phiên đi tăng so với lại trung bình thôi cũng được à, thì có thể canh gia tăng thêm và kỳ vọng mình là giá tầm 31 tới 32 ở phía trên ha à, đối với lại HCM À, rồi cuối cùng là nói với lại nhóm thép đi à, thép thì cơ bản là mọi người vẫn tập trung giùm em. thật ra nam kim ngày hôm nay rất là nhiều người question cho cái cái nến nam kim à, anh chị hỏi em là cái nến này có xấu hay không? tất nhiên là sau cái việc mở gáp ra và bị lắp lại đồng nghĩa là cái lượng cung ở phía trên nó vẫn khá là dày, à, cái lượng cung mà văn đang bán ở cái 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 vùng trên 26 mươi sáu hay sáu năm khá là dày. À, nhưng mà trong ngắn hạn thật ra cái nến ngày hôm nay vô nó không quá to nó vẫn ở mức trung bình, đồng nghĩa là thật ra cái lực bán ngày hôm nay cũng không phải là quá lớn. À, vấn đề là bởi vì nó mở gáp à, nên cái áp lực cung có hướng quay về test lại và lắp lại gáp thôi. À, đối với em thì nó vẫn giữ ở trên 26 tức là nó vẫn cho nhà đầu tư cá nhân chút là ở cái vùng cao ngày hôm nay nhiều nhà đầu tư cá nhân sẽ bán ra à, đối với là nam kim khi mà nó mở gáp ra kiểu này à, nên tạm thời nghĩ là mình cầm tiếp thôi đối với em nam kim chỉ cần giữ lại trên 25 thôi đã là một cái điểm sáng rồi à, bởi vì đơn giản là cái vùng trên 25 gần như nam kim không có cái vùng cản nào quá dày và thật nếu muốn cản trở nam kim cũng sẽ rất là khó ở cái đoạn sau nếu mà chúng ta có những câu chuyện đồng thuận hơn như là giá thép chẳng hạn vậy à, gần đây người ta đang bàn tán sôi nổi hơn về cái vấn đề là thép như là hòa phát À, nộp đơn xin gọi là hỗ trợ về cái thuế chống bán phá giá khi mà họ cho rằng nghi ngờ các cái doanh nghiệp thế trung quốc bán phá giá đúng không à, thì tất nhiên cái câu chuyện này à, buổi sáng ngày hôm nay em có đọc một cái bài báo họ nói rằng là chỉ có những công ty sản xuất hrc sẽ được hưởng lợi thôi thì cơ bản đúng là như vậy khi mà họ phát và formosa là hai doanh nghiệp chính đang sản xuất hrc thì nếu mà đánh thuế chống bán phá giá với lại hrc ở nước ngoài ở nhập khẩu từ trung quốc đi thì chắc chắn những cái ông như hoa sen hay là nam kim sẽ không có được nhập cái thép với giá tốt bởi vì như ông trung quốc chắc chắn là cho một cái mức chi phí giá vốn khá là tốt đó với lại hai ông này Đấy nên nghĩ phần nào đó thì cái câu chuyện nó sẽ hưởng lợi trực tiếp dành cho hòa phát nhiều hơn là cho hoa sen hay là nam kim nhưng mà câu chuyện già thì vẫn tập trung ở cái vấn đề giá thép thôi trong tương lai khi mà nền kinh tế phục hồi chắc chắn giá thép cũng sẽ tăng theo và em nghĩ đó sẽ là động lực cho những cổ phiếu này ở trong thời gian tới nên nếu có hàng thì cầm tiếp ở đợt sau là được đối với lại nam kim thôi tương tự như vậy là hoa sen ha hoa sen thì polo cho em cái vùng gáp cái cản 24 cái gáp ngày hôm nay khả năng phải được test lại trong vài phiên tới rồi. Một khi đã test là cái gáp ngày hôm nay vì tức là phải nỗ lực để hấp tụ lại trên 24 nha, tức là phải neo giữ lại trên 24. Tức là trong khoảng tầm 3 phiên tới ví dụ ngày mai có thể nhúng đỏ trong phiên sau đó kéo ngược lại cuối ngày, đóng cửa lại trên 24 mà tương tự ở trong hai phiên hai phiên tới là hai cái phiên mà trước khi hàng về đó nó phải hấp tụ xong cái lượng cung đó thì cơ bản để sau nó mới có thể đi xa hơn được đối với lại hoa sen. Còn hoa phái thì mọi người vẫn chờ cho em khi nào giá vượt 30 thì mua gia tăng thêm thôi. Hoa phái thì chúng ta vẫn trong đợi nhiều và câu chuyện du quốc hai. À, tất nhiên đó là một câu chuyện dài hơi nhưng mà chắc chắn nó cho cổ phiếu này có một cái động lực để tăng trưởng tiếp ở trong giai đoạn sau ha à, rồi tiếp theo là mình nói về cái nhóm dầu khí dầu khí này mọi người vẫn nhớ cho em nha dầu khí vẫn tập trung cho em những cái ông như là b những cái ông như là bv nhóm bv là chính thôi bvs ngày hôm trước ở bên dưới 36 và 40 thì cơ bản là nếu anh chị nào mua được cái giá tầm 36 36 năm thì hiện tại đã số đó có lại khá là tốt rồi à, nó test ở 42 lần chưa thành công nhưng mà ngày hôm nay VON vẫn không quá lớn nên em nghĩ là một hai phiên tới vẫn sẽ nỗ lực để quay về trên 40 lần nữa nha À, rồi BVD, BVD thì ngày hôm trước khi mà nó quay về lắp lại cái giá quanh 32 đó thì cơ bản nó đã phủ nhận là cái lượng cầu vừa rồi nên chắc chắn là cái lượng cung kẹp hàng ở trên cái giá tầm 32 32.5 này của BVD khá là lớn. Đó lý do vì sao mà BVD chưa tăng nhanh được ở trong ngắn hạn. Tạm thời em nghĩ là BVD sẽ sai quay lại. Em kỳ vọng BVT nó sẽ hút tiền được trong vài phiên tới nha bởi vì nhóm vận tải đang tăng. À, và dầu khí giá dầu vẫn đang neo cao thì em nghĩ đó sẽ là một cái động lực ngắn hạn cho con BVT. Trước mắt thì BVT cũng đang neo lại hình thành một cái lá cờ ngắn ở đây. À, thì khả năng đại sau nếu mà giá rớt lên được trên cái vùng kháng cự này khoảng tầm giá 29 năm thì khả năng rất cao chúng ta sẽ có vùng kháng cự trên này là giá 31 đó là cái tay gạch ngắn quen à, khách hàng em thì đã mua được quanh cái giá tầm 26 27 rồi à, nên em kỳ vọng là BBT sẽ hướng lên tiếp cái vùng kháng cự trên tầm 31 ha à, rồi đó là với BBT à, và nhóm à, gọi là nhóm dầu khí nói chung dầu khí ngày hôm trước thì em có nói với mọi người là nếu mà con BSR này cái giá dưới 19 là mua được mọi người nhớ không BSR hiện tại thì vẫn đang neo ở dưới cái vùng nền này chưa có nhiều bước phá lên đồng nghĩa là vẫn chưa phô mô chưa phân phối gì hết À, nên trong trường hợp hiện tại nếu mà có muốn mua gom với lại nhóm dầu khí và kỳ vọng là giá dầu sẽ tăng lên tiếp ở trong những phiên tới đó, Thì chắc chắn BSR cũng là một sự lựa chọn à, tương đối tích cực Tức là trong trường hợp mà BSR nó neo lại trên cái vùng khoảng tầm giá giữ lại đăng quanh 19 này thôi cũng có thể canh mua mới được Và mình sẽ chờ cái nhịp cao trào khi mà giá nó vượt cái đường neckline trên này à, Cái neckline hiện tại nó cũng sẽ tương ứng với khoảng tầm giá à, 19.6 À, khi mà giá nó vượt qua được cái mức 196 19, 19 này thì nó sẽ quay về lại cái vùng kháng cự trên này khoảng tầm 20.5. À, đối với em trong quá khứ BSR luôn luôn sẽ có những cái nhịp tăng từ 10 đến 20% thậm chí là hơn trước khi có những cái nhịp chỉnh. Thì hiện tại tính ra từ cái nền giá thì BSR chưa tăng được quá nhiều nên em nghĩ là cái dư địa của BSR ở giai đoạn sau vẫn sẽ còn tiếp tục á. À, nên mình cứ follow tiếp là cái vùng kháng cự trên này khoảng tầm 20.4 20.5 nha. Rồi, à, đó là với diễn biến chung của thị trường hiện tại cũng như là những cái nhóm ngành ha. À, thì nếu anh chị nào mà đang follow cũng như là theo dõi video này của em à, thì đừng quên nhé à, theo thông lệ thôi Ê, mọi người hãy ủng hộ em à, bằng cách là bấm like cái video này à, bởi vì thuật toán youtube thì nó sẽ hỗ trợ đề xuất những cái video mà có nhiều like cũng như là nhiều bình luận à, thì mọi người cứ để lại một cái nút like cũng như là bình luận ở bên dưới này à, về nội dung video về những cái mảng cổ phiếu mà anh chị quan tâm ví dụ mọi người hỏi em về những cái mảng cổ phiếu thì em vẫn trả lời nè DGCIDC, TV2 vân tất cả những cổ phiếu em sẽ trả lời thông qua cái phần bình luận dưới này. Nếu mà mọi người chưa kịp xem video hoặc là chưa được giải đáp hết những cái bảng cổ phiếu trong video này, à, còn không thì mọi người nhớ đón xem livestream của em vào ngày thứ ba và ngày thứ năm hàng tuần ha. À, phía dưới phần mô tả video này, em có để thông tin liên hệ là Zalo và số điện thoại. Thì nếu anh chị nào mà có nhu cầu à, muốn đồng hành cùng em ở trong đôi khách hàng muốn được hỗ trợ tư vấn về điểm mua điểm bán, có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ tư vấn nha. À, cũng như là mở tài khoản bbs hoặc là một người có thể quét cái mã qr code ở trên này à, để tham gia vào cái nhóm cộng đồng trao đổi chia sẻ nhiều hơn à, cảm ơn chị rất nhiều à, xin chào hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái video kế tiếp Chúc à, anh chị có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân à, tạm biệt mọi người